Vâng, xin chào mừng quý bà con anh em và các bạn đồng nghiệp ham mê nuôi ong trên mọi miền tổ quốc thân mến, trở lại với kênh kỹ thuật nuôi ong Đình Phương. Hôm nay là ngày 14 tháng 4 2024 dương lịch, với một cái chủ đề video mới, đó là có nên thay chúa tháng 11 hay không. Vâng, đây là một chủ đề mà nhiều người mới nuôi ong rất là băn khoăn, không biết có nên thay chúa vào lúc này hay không. Mà hiện tại bây giờ đang là tháng 4 2024 dương lịch. Vâng, hôm nay là đang là ngày 14 tháng 4 2024 dương lịch. Thì tính toán thì chúa là tháng 11, đến bây giờ đã là 6 tháng tuổi. Ở cái giai đoạn này thì con chúa nó chưa phải là chúa ra hẳn. Nó là 6 tháng tuổi, ở cái giai đoạn này thì chúa chưa phải là chúa ra hẳn nhé. Thế nhưng mà nó cũng không phải là chúa trẻ, nó không phải là con chúa trẻ nữa, mà nó đã đẻ 6 tháng rồi. Thì hiện tại bây giờ nó vẫn đang đẻ rất là tốt, nó đang đẻ rất là tốt. Thế nhưng cái giai đoạn cuối thì nó là không tốt nữa, mà chúng ta lại chưa thay được, thì chúng ta phải cảnh giác cái giai đoạn cuối. Đấy. Nên chúng ta cần phải xem xét. Hiện tại bây giờ là nó đang đẻ tốt, như tôi nói là đang đẻ tốt. Nhưng nếu chúng ta mà không thay thì phải tới tháng 11 thì con chúa này nó đã tròn 1 năm. Nếu chúng ta con chúa thay chúa tháng 11 chúng ta không thay thì sáng tháng 11 tới thì nó sẽ tròn 1 năm tuổi. Thì mới đến cái chu kỳ tạo chúa và nhân đàn. Còn ngoài ra trong cái tháng khác là chúng ta không tạo chúa nhân đàn được. Đấy. Còn ngoài ra là các cái tháng ví dụ như là tháng 7, tháng 8, tháng 9 thì chúng ta lại không thay chúa được. Thì lại phải sang tháng 10 và tháng 11 dương lịch thì chúng ta mới làm được. Đấy, thế thì lý do trong những cái tháng đó là ong phải vượt hè, nguồn kém, ong được không có, chất lượng kém là chúng ta không thay được tháng đó. Cho nên người nuôi ong rất cần phải tính toán. Người nuôi ong rất cần phải tính toán. Hơn nữa, chúa tơ nằm trong cái độ tuổi từ 6 đến 9 tháng thì nó đẻ rất mạnh ở mọi thời tiết khắc nghiệt. Vâng, xin chào anh em nhé. Và đàn lúc nào nó cũng mạnh, và đàn ong nó lúc nào nó cũng mạnh hơn. Nó không hay đẻ ong đực vì túi tinh nó dồi dào. Chúa ngoài 6 tháng tuổi thì dù sao là cũng cạn túi tinh, giảm sút về túi tinh, và cũng như là buồng trứng cũng bị cạn dần. Đấy. Vậy trong tài liệu lý thuyết người ta đã hướng dẫn người nuôi ong nên thay chúa ít nhất là 6 tháng một lần vào hai chu kỳ. Một là vụ nhân đàn chính tháng 10, tháng 11 dương lịch. Hai là vụ nhân đàn phụ xuân hè từ tháng 3, tháng 4, tháng 5. Hiện tại tôi sẽ thay chúa vào tháng 4. Hiện tại bây giờ tôi sẽ thay chúa hết lượt vào tháng 4. Ngày nay là 13 tháng 4, thay chúa hết lượt. Ngoài chia đàn ra, tôi thay chúa hết tháng 4. Đấy. Để lúc nào con chúa nó cũng đẻ tốt, và nó đẻ vào cái thời tiết ngoại thời tiết khắc nghiệt. Thì nên thay chúa 6 tháng một lần. Đấy. Còn chú cuối tháng 1 thì tính như mới đến đây là đã 6 tháng rồi, mà chúng ta để đến cuối năm thì nó lại sang 1 năm, thì chúng ta rất là bất cập. Vâng, thì hôm nay tôi chia sẻ với quý bà con và các bạn, chúng ta sẽ thay chúa ở cái đàn ong của tôi. Thay chúa bằng cách nào thì hôm nay chia sẻ với quý bà con chúng ta. Tôi hướng dẫn cách thay chúa thế nào đơn giản nhất mà hay nhất. Đấy. Nhiều người rất ngại thay chúa. Chúa 6 tháng mà thấy chúa để hà đẹp thì lại ngại thay. Nhưng tôi quyết định vẫn cứ phải thay. Bây giờ quý bà con chúng ta bắt đầu xem tôi hướng dẫn quý bà con chúng ta thay một cách chúa đơn giản nhất và hiệu quả nhất và nhanh nhất. Vâng, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Vâng, như vậy bây giờ là tôi đã đang ra đến trại ong. Bắt đầu tôi là sẽ trại ong thì tôi sẽ chia sẻ với quý bà con và các bạn. Chúng ta
thay con chú này. Đây cái đàn ong là cái đàn ong số H9, là cái đàn ong có con chú 10 tháng 11 đây. Con chú tháng 11 bây giờ tôi muốn thay cho nó. Mấy con chú này mới được 6 tháng. Hiện tại bây giờ nó đẻ rất tốt. Rất tốt thì tôi cũng vẫn thay. Bởi vì từ nay đến tháng 11 thì nó lại 1 năm. Thì trong cái giai đoạn nó thì tốt giai đoạn này thôi. Còn giai đoạn sau nữa sao không tốt nữa, bởi vì nó đã 6 tháng tuổi rồi. Thì chúng ta tốt nhất là 6 tháng tuổi cũng nên thay nhá. Thì bây giờ tôi thay. Cái cách thay của tôi là cái cách thay nước đôi. Tức là ta thay chắc ăn. Thì chúng ta sẽ có một cái thùng không như thế này. Thùng không thế này thì chúng ta đưa sang đây nó một cầu. Có thể đưa sang đây một cầu để chúng ta gắn chúa tơ vào đây để thay. Mà bên này ta cũng thay là ta đưa vào hai con chúa tơ. Một con chúa bên này và một con chúa bên này. Trong hai con này nếu được hai con thì chúng ta càng tốt. Mà nếu được một con thì chúng ta nhập về ta lấy con chúa tơ nhé. Vậy chúng ta bắt đầu này. Đây là cái vị trí của cái đàn H9 này. Nhưng mà tôi sẽ thay với cái hình thức là thay hai con để lấy một con. Đấy, thì chúng ta sẽ nhấc sang bên này một cầu. Có thể nhấc cho một cầu. Đây là cái đàn mà... Đây là cái đàn chúa 11 tháng nó đang đẻ nhé. Đây, chúa 11 tháng đang đẻ đấy. Chúa 11 tháng nó đang đẻ. Thế trên thì nó có biểu hiện đẻ ông được như thế này. Đây ông được góc bánh tổ. Đây là con chúa tháng 11. Thì chúng ta không nên nuôi con này đến tháng 11 tiếp theo thì nó 1 năm tuổi. Nó không bằng chúng ta thay một cái con tiếp theo nhé. Đây là con chúa tháng 11 nhé. Đấy, con chúa tháng 11. Chúng ta không cần tìm chúa nhé. Trên nó đẻ nhiều ông được đấy. Con chúa tháng 11 nó có đẻ nhiều ông được cái góc đây này. Thì chúng ta vừa thay tiếp cho nó con chúa nhé. Đấy, thì chúng ta có thể nhấc sang bên này một cầu. Thế nhưng mà cái đàn này. Cái đàn này thì nó lại có một cái bánh tổ xây ở cái ván ngăn. Thì chúng ta sẽ tận dụng cái ván ngăn này. Chúng ta đưa ra để chúng ta cho nó sang đây một con chúa tơ. Đây là cái hình thức mà chúng ta tận dụng. Chúng ta tận dụng cái này làm như cái kiểu là chúng ta gọi là cầu giao phối. Nhưng không phải là cái cầu mà chúng ta lấy tận dụng nó xây ở cái ván ngăn này để chúng ta đưa chúa tơ vào. Để nó giao phối nhé. Đấy, để là một cái con dự phòng. Trong một đàn ong chúng ta có thể đưa hai con chúa tơ sang. Đây ạ. Thì chúng ta không, một là chúng ta có thể đưa cầu này, nếu không có cái cầu ván ngăn đó mà nó không xây thì chúng ta có thể đưa cái cầu này ra. Để chúng ta cắm chúa tơ vào cái cầu này, sang cái đàn này. Mà chúng ta lại vẫn đưa con chúa tơ vào đây. Tức là vẫn không rốt chúa già. Hình thức thay không rốt chúa già nhé. Hình thức thay chúa không rốt chưa dài, nhưng mà tôi sẽ hình thức là tôi làm chắc ăn, tôi có một cái thùng không, tôi đưa sang đây một cái cầu ván ngăn có cái mũ chúa như là có cái cầu chúa, cái cầu ong thợ như thế này, thì ta tận dụng cái này để ta gắn một cái mũ chúa nữa để chúng ta làm một con dự phòng tiếp theo. Thì trong hai cái đàn này là nó có hai con chúa thì mất con nọ được con kia thì không bao giờ nó hỏng nhé. Thì chúng ta bây giờ chúng ta sẽ ra lấy chúa để chúng ta thay nhé. Và chúng ta ra đây là cái trại hai, giờ chúng ta sẽ ra cái trại một để chúng ta lấy chúa nhé. Tiếp tục theo chân tôi ra chạy 1, chúng ta lấy chúa. Đây là cái chạy 2. Thì chúng ta sẽ ra cái chạy 1. Đây là chia hết rồi đấy. Đây thay chúa hết. Tôi thay chúa hết những cái đàn như thế này rồi. Những cái đàn như thế này hoàn toàn là chúa vừa thay xong hết rồi. Không để con nào chúa tháng 11 đâu nhé. Đấy, thì chúng ta sẽ ra lấy chúa nhé. Và chúng ta cùng ra cái chạy 1 lấy chúa. Vâng, mọi người sẽ theo chân tôi ra cái chạy 1 để lấy cái đàn mà tôi làm chúa nhé. Thì cái chạy ong của tôi đấy. Là lúc nào cũng phải có đàn làm chúa nhiều thế hệ. Thì chúng ta thay làm nhiều đợt thì chúng ta phải làm chúa nhiều đợt. Làm chúa nhiều đợt nhé. Đây là cái đàn chúng tôi làm chúa đấy. Thì hôm qua chúng tôi đang thay chúa. Đang thay chúa thì vẫn còn tiếp tục thay. Và chúa tôi có nhiều đợt. Đây ạ. Đây là tôi có cái đàn là làm chúa thì tôi đã đang làm thì hiện nay là già và tôi đã đang làm tiếp tục và tôi gửi sang đây rồi. Tôi gửi sang đây thì chúng tôi tiếp tục làm nhé. Yeah. Tôi gửi cho chúa sang đây. Thế thì như vậy nó lại nở mất rồi. Đang nở vãn rồi. Thì chúng ta lấy hai con nở, hai con chúa tơ nở nhé. Tôi sẽ lấy hai con chúa tơ. Một tay cầm điện thoại chứ là một hơi khó nhé. Tôi sẽ lấy hai con chúa nhé. Hai con chúa tơ vừa nở xong đấy. Vừa nở xong nhé. Vừa nở xong.
để chúng ta giới thiệu luôn. Ta lại để vào đây chứ, ta làm không hết, ta để vào đây gửi cho ta làm dần nhé. Rồi tôi mang cả ba con này lên tôi chọn, thì ta sẽ giới thiệu vào nhé. Đấy, chúng ta sẽ lại tiếp tục lên trại hai lúc nãy, ta lại tiếp tục lên cái đàn lúc nãy nhé. Tôi đã lấy được con chúa vừa bắt đầu nở lúc nãy rồi, thì mục đích của tôi là tôi thay cái đàn này cái đàn chúa 11 nhé, thì bắt đầu tôi sẽ chỉ việc thả thôi. Chúa này chúa tôi ta việc thả xuống rồi nhé. Đây ạ. Chú tơ ta phải thả xuống thôi. Đây là chú tơ mà chúa già, đây là chúa già tháng 11, tôi không cần nhốt nhá. Không cần nhốt. Vừa thay chúa tơ mà không cần nhốt chúa già. Thì đây là con chúa tơ chúng ta không cần phun nước đường, tôi thả lên rút xuống này. Đây ạ. Đấy chú tơ đấy. Rút rồi, nhìn thấy rút không? Đấy là chú tơ đã rút đây rồi nhá. Là chúa già không rút mà tôi vẫn thay chúa bằng hình thức chúa tơ. Tiếp tục thì cái bánh tổ bên này là tôi lấy cái đàn đó là tôi sẽ thả chúa tơ vào đây, thả chúa tơ vào đây nhằm mục đích là nó có hai con để chúng ta mất con nọ con ta có con kia nhá. Đây ta tận dụng cái lưỡi mèo của cái da bánh tổ vắn ngăn này thì chúng ta sẽ thả chúa tơ vào đây nhé. Bây giờ tôi sẽ thả chúa tơ vào đây, thả chúa tơ là hai con là phải được một con. Đây tiếp tục thả chúa tơ vào đây. Đấy, giờ là thả tiếp một con chú tơ vào đây rồi. Thả tiếp con chú tơ vào để cho nó đi phôi giống nhá. Đấy, như vậy là cái hình thức là tôi thay chúa. Còn đây, nếu như mà không có chú tơ, nếu đây mà không phải là chú tơ, vì tôi thả rồi thì thôi. Còn nếu đây mà không có con chú tơ thì cái mũ này chúng ta có thể để chân chốc. Tự nó nở chui xuống. Nhưng mà vừa rồi tôi đã thả được chúa rồi. Thả được chúa rồi thì tôi sẽ nhấc ra. Thì con này tôi lại phải chia đàn khác. Vâng, như vậy là dừng video đây rồi. Thì chúng ta sẽ kết luận để kết thúc video nhé. Tắt. Vâng, như vậy là tôi đã chia sẻ với bà con anh em và các bạn một cái chủ đề video. Đó là có nên thay chúa tháng 11 hay không? Thì tôi xin trả lời là nên thay chúa tháng 11. Người ta gọi là trên tài liệu đã hướng dẫn là các bạn nên thay chúa từ 6 tháng đến 9 tháng một lần. Thế thì con chúa tháng 11 mà tính đến tháng 11 năm sau chúng ta mới thay thì nó là 1 năm. Vậy con chúa nó trở thành là con chúa già. Thì không có lợi cho chúng ta cái việc nuôi ong là nó sẽ không đẻ bất cứ thời tiết nào. Chúng ta thay được chúa trẻ thì nó sẽ đẻ bất cứ trên cái thời tiết nào. Chúng ta nên thay. Đấy, thì đã chia sẻ với quý bà con và các bạn là chúng ta nên thay chúa tháng 11. Đấy, còn những người mà là ngại thì cứ nói là ngại không nên thay chúa tháng 1, nhưng tôi tích cực thay chúa. Có chúa trẻ bao giờ cũng hơn. Thế thì tôi chia sẻ với bà con và các bạn, chúng ta thay chúa bằng cách đơn giản nhất và nhanh nhất thì chúng ta thay chắc ăn là chúng ta đàn gốc chúng ta chỉ lấy ra một cầu hoặc có một cái lưỡi mèo nào đó. Thì như lúc nãy cái bánh tổ của tôi nó có cái lưỡi mèo trên vân ngăn thì chúng tôi không phá, tôi đưa ra để tôi gắn cái chúa, đưa con chúa tơ vào đấy, và chúng ta phải có một cái thùng khác. Đấy, hoặc là chúng ta sẽ lấy ra một cầu, ba cầu chúng ta lấy cho mặt cầu, chúng ta gắn mũ chua hoặc thả chú tơ vào đấy, còn cả đàn gốc chúng ta cũng thả chú tơ, là chúng ta thay bằng hai cái chú tơ, thì con chúa già cái đàn gốc nó vẫn cứ đẻ, mà trong đó có chú tơ vừa đi phối giống và chú già vẫn đẻ, đấy là cái đàn đó như gốc nhá. Thế cái đoàn chia ra một cầu, thì chúng tôi lại được một con chúa bên đó, thì hai con chúa này được cả hai thì càng tốt, thì chúng ta tính toán có một con dự phòng, còn nếu được một thì chúng ta lại nhập về là chúng ta đã thay được chúa. Đấy là cái hình thức của tôi, lúc nào cũng phải có cái chắc ăn, phải có cái phương án chính và cái phương án phụ. Là người nuôi ong chúng ta phải có đa dạng, phải có nhiều kiểu, phải có nhiều kế. Đấy, thế cho nên là kiến thức của con ong nó rất rộng, nên chúng ta phải mày mò nhiều kiến thức, phải có nhiều cái phương hướng khác nhau. Vâng, video này hết, chia sẻ quý bà con và các bạn. Chúng ta thấy hay thì đăng ký kênh và chia sẻ bình luận phía dưới nhé. Vâng, xin chào.